Hưng Yên kính chào quý khán thính giả đến chương trình Y học cổ truyền với Đông y sĩ Cảnh Thiên. Kính thưa quý vị, chứng bệnh đau dây thần kinh hông là một trong những chứng bệnh mà gây đau đớn cho bệnh nhân và ảnh hưởng rất nhiều trong sinh hoạt hàng ngày cũng như công việc. Và đặc biệt là hiện nay trên thế giới có khoảng trên 30 triệu người đang bị căn bệnh này. Và chữa trị cũng không phải là đơn giản mà có kết quả tức thời, nhanh được. Và hôm nay, Đông y sĩ Cảnh Thiên sẽ trình bày về chứng bệnh này. Thì chào thầy. Chào Hưng Yên. Thưa thầy, thì chứng đau dây thần kinh hông là gì ạ? Dạ vâng. Theo cơ thể học thì bác sĩ Hahnemann, người Hoa Kỳ đã giải thích như thế này. Trong xương sống của chúng ta, nó có chứa hai thành phần quan trọng là hành tủy và dây thần kinh. Tại vùng thắt lưng, nói chính xác là tại các đốt xương sống mang mã số L1 đến L5 và S1 đến S5, có nhiều rễ dây thần kinh chui qua các rãnh xương sống và xương hông để đi xuống đùi, cẳng chân, gót chân và kết thúc tại các ngón chân. Đặc biệt, mỗi chân có hai dây thần kinh hông phân nhánh tại vị trí trên nhượng chân chừng 10 cm, một đi thẳng xuống gót chân qua nhượng chân và một thì đi lệch ra phía bên ngoài theo hình chóp, chạy xuống mắt cá ngoài và kết thúc ở các đầu ngón chân. Vâng, thưa thầy, thì khi mà đau dây thần kinh hông đó thì có nhiều những cái lý luận mà thông thường chúng ta hay nói là hay nghĩ tới đau thần kinh tọa này, hay là xương sống bị vấn đề này, rất là nhiều nguyên nhân. Thì trong y học hay y khoa thì lý luận nguyên nhân nào để dẫn đến cái tình trạng căn bệnh đau dây thần kinh hông ạ? Dạ vâng, đúng như Hương Yên đã nói. Nói về nguyên nhân thì thuật ngữ y khoa gọi là đau dây thần kinh hông, còn người Việt mình đã quen gọi là đau thần kinh tọa. Khi mà đối diện với chứng bệnh, thường dẫn dắt các bác sĩ đến ý nghĩ là truy tìm coi nó có phải do thoát vị đĩa đệm hay không. Bởi vì thoát vị đĩa đệm tại khu vực cột sống thắt lưng, nó có thể là một thủ phạm. Nhưng mà đây là vấn đề quan trọng hơn, nó có một bắp thịt nhỏ nằm ở giữa xương sống của chúng ta đi qua cái lỗ xương hông. Từ đó, cái bắp thịt này nó có nhiệm vụ là giúp cho cái đùi của chúng ta co lên và duỗi xuống. Nhưng mà ở nơi này là cái nơi mà được coi như là 70-80% gây ra cơn đau của dây thần kinh hông. Thì đó là một trong những điều hơi khó hiểu, khó tìm và ít có ai để ý tới cái bắp thịt này. Cho nên chúng tôi ngày hôm nay muốn nói tới bắp thịt này trong cái dạng thái đau thần kinh hông vậy. Như vậy, khi mà cái nguyên nhân mà do bắp thịt này xảy ra thì người ta đã làm cuộc thí nghiệm thử coi có phải đó là do nguyên nhân này sinh ra nhiều hay không. Thì trong một cuộc nghiên cứu từ năm 2005 cho thấy gần 70% những cái ca mà đau thần kinh hông là do bắp thịt nhỏ xíu này gây ra. Kính thưa quý vị, Đông y sĩ Cảnh Thiên đã giải thích một cách căn bản thế nào là đau dây thần kinh hông và cũng như nguyên nhân gây ra. Thì kính thưa quý vị, có lẽ rằng là khi bị triệu chứng đau dây thần kinh hông thì mỗi người mỗi vẻ, muôn hình vạn trạng của cái biểu hiện. Có những lúc thì nóng rát thôi, có những lúc thì tê, có những lúc đau đến nỗi đi không được nữa. Thì hôm nay rất nhờ Hưng Yên, nhờ Đông y sĩ Cảnh Thiên hệ thống lại những cái là những triệu chứng nào, những cái nhóm triệu chứng nào có thể mà ghép vào cái chứng bệnh đau dây thần kinh hông, thưa thầy? Chúng tôi xin trình bày 5 cái dấu hiệu để chúng ta có thể nhận diện được nó. Thứ nhất là đau có cảm giác như kim châm, như kiếm bò, đau từ lưng, ở hông, đùi, dòng ra mặt ngoài chân và chạy xuống ngón chân thứ tư. Dấu hiệu thứ hai là đi đứng khó khăn vì thấy căng bắp thịt, cứng gân, nhất là nhượng chân và cổ chân hoặc là ngón chân. Dấu hiệu thứ ba là cảm thấy nóng rát như bị phỏng lửa ở vùng thắt lưng hoặc là nóng rát ở mông, có khi ở đùi hay là bàn chân. Dấu hiệu thứ tư là rất là đau khi ngồi, đứng lên hoặc đi lại thường xuyên với giảm, nhưng triệu chứng tê rần mất cảm giác vẫn còn nguyên. Và cuối cùng là triệu chứng thứ năm, ở mông và dây thần kinh hông không đau hoặc là không tê khi ngồi lâu, nhưng mà lúc đứng lên mới thấy đau và tê. Đó là 5 cái triệu chứng căn bản để chúng ta nhận ra có phải do bắp thịt này gây ra hay không. Vâng, kính thưa quý vị, thì với những cái triệu chứng biểu hiện như vậy thì có lẽ phải hỏi Đông y sĩ Cảnh Thiên rằng là cái phương pháp điều trị nào là hiệu quả nhất, thưa thầy? Vâng, thường thường Đông y để dùng hai cái phương pháp kết hợp. Cái phương pháp là dùng tập ra cái 8 cái thế yoga. Thật ra vì chương trình của chúng ta rất là giới hạn, 8 cái thế yoga này cần phải giải thích nhiều động tác, giả dụ như là dang chân ra ngoài, đẩy cái đùi về phía sau, rồi co cái chân lên về phía trước, hay là bắt chéo của những cái xương đùi, rồi nghiêng qua hông trái, nghiêng qua về phía hông phải, vân vân. 8 thế tập này nếu tập đúng thì cái việc giải quyết dây thần kinh hông cũng có kết quả.
Ở đây chúng tôi chỉ nói thêm cái phương pháp thứ hai cũng công hiệu như vậy, đó là dùng dược liệu đặc trị. Thật ra Đông y có kinh nghiệm đã chữa trị thành công chứng cái đau dây thần kinh hông từ hơn 2.000 năm qua rồi, chứ không phải bây giờ mới có thể biết kết quả. Và dùng cái y thuật chuyên môn này, người ta dùng để một cái phương pháp chẩn đoán nó là do phong hàn thấp gây nên cái sự bế tắc này, làm cho gân mạch bị tổn thương, khí huyết đình trệ. Thì cái bài thuốc này tôi đã ứng dụng rất là nhiều, trị bệnh cho nhiều bệnh nhân rất có kết quả, cho đến ngày hôm nay vẫn thấy có hiệu quả rất là cao. Trong chương trình này chúng tôi chia sẻ với quý vị bài thuốc như sau đây. Hãy dùng sinh hoàng kỳ, lọc giác xương, cẩu tích, xuyên tục đoạn, xuyên đổ trọng, đan xâm, ý dĩ nhân, phục linh, phòng phong, độc hoạt, hoài ngu tấp, sa tiền tử, nhục quế. Bài này chúng tôi không đưa ra liều lượng vì lý do là tùy theo cái tình trạng nặng nhẹ, có thể tê nhiều hơn đau, có thể là đau nhiều hơn tê, nhưng có thể vừa tê vừa đau và có thể đi đứng không được. Từ đó mà chúng tôi có thể gia giảm liều lượng cho nó thích hợp. Cứ sắc uống mỗi ngày một thang và cứ 5 thang thì nghỉ 2 ngày và 20 thang được coi là một liệu trình điều trị. Đồng y sĩ đã chia sẻ một bài thuốc trị căn bệnh đau dây thần kinh hông. Thì có lẽ là xin thầy giới thiệu thêm hay là giải thích thêm, khi cái toa thuốc này vào cơ thể đó thì có tác dụng như thế nào, thầy, nó bổ tỳ thận hư gì không? Bởi vì là thầy giải thích thêm cái hiệu quả của bài thuốc ạ. Nhưng cái bài thuốc này chúng ta thấy là trong này có dị hoàng kỳ, nó là bổ khí. Khi mà sự định trệ đó là khí nó bế tắc không lưu thông, cho nên chúng tôi dùng sinh hoàng kỳ để giúp cho khí lưu thông được, làm sức mạnh cho chúng ta, thì nó sẽ giúp cho những loại thuốc khác di chuyển rất là dễ dàng. Trong này có lọc giác xương đi vào thận để giúp cho những xương cốt mà đang bị phế tật hay là bị mòn hoặc giả là bị viêm, nó có thể phục hồi lại được. Như là bị cẩu tích, xuyên tục đoạn, hai vị này nó vào xương cốt và đẩy về phía ở dưới. Xuyên đổ trọng, như quý vị đã biết, đổ trọng là một vị thuốc bổ thận rất là quan trọng và nó trị về hai cái chân bị đau hoặc tê hoặc là teo cơ. Đan xâm được thông huyết mạch, ý dĩ là trị thấp, có nghĩa là bị bệnh thấp là bế tắc. Phục linh là nó bổ ích cho vấn đề mà tỳ thận. Phòng phong nó khử dị sơ đau nhất. Độc hoạt đi về phía dưới để khử cơn đau nhất. Hoài ngũ tất để thông mạch máu về phía hai dưới chân. Sa tiền tử, trong vị thang thuốc bổ mà không có sa tiền tử thì bài thuốc này sẽ ứ trệ. Cho nên tôi dùng sa điện tử để khai quát được những sự ứ động trong cơ thể. Nhục quế làm ấm cơ thể chúng ta. Những bài thuốc mà chúng tôi đưa ra, nó tất cả những vị thuốc này hợp lại, nó vừa bổ, vừa tả, vừa thông, vừa trấn thống. Tất cả mọi việc đều được ổn định trong bài thuốc. Đây là một bài thuốc rất là hay. Sau khi nghe Đông y sĩ Cảnh Thiên diễn giải cái tác dụng của từng cái vị thuốc một, thì quả là bài thuốc này có một tác dụng vừa bổ vừa tả, hay là vừa thông kinh mạch vừa trấn thống theo những ngôn ngữ của Đông y thì vừa khó hiểu. Tuy nhiên thì cái bài thuốc có những cái tất chức năng rất là rõ rệt. Thì đây là một bài thuốc mà theo Đông y sĩ Cảnh Thiên nói rằng là đặc trị cho cái chứng đau dây thần kinh hông. Thì thưa thầy, với những chứng bệnh này thì người bệnh cũng như người chưa bị bệnh cần phải có những chú ý gì trong vấn đề ăn uống sinh hoạt để phòng tránh ạ? Vâng, như quý vị đã biết, khi mà cái cơn đau xảy ra vì khí huyết nó bế tắc, cho nên quý vị cũng nên kiên cử, tạm thời kiên cử một thời gian để bệnh lành rồi quý vị ăn trở lại. Những cái món ăn mà chúng tôi nói rằng quý vị nên kiêng đó là thịt bò, tôm, cua, sò, mực, cá ngừ, cá đuối, mắm nêm, cà pháo, cà chua, cà tím. Hãy nên ngưng trong suốt thời gian quý vị trị liệu nhằm tiết giảm được một cái tình trạng là quý vị bị đau nhiều hơn và nó giảm độc tố. Bởi vì ở trong những cái loại mà chúng tôi nói tới đó, nó có chứa một số độc tố làm cho cái hệ thống lưng lưu trong cơ thể chúng ta bị trì trệ thêm. Cho nên quý vị kiêng thì như vậy cái việc trị liệu nó cũng rất là lành. Điều thứ hai nữa, riêng về vấn đề đau muống, rau muống với đậu xanh hay là giá sống, thì quý vị nên ăn cách giờ uống thuốc 1 tiếng đồng hồ. Bởi vì cái này nó giả thuốc, cho nên quý vị uống vô tất cả những cái công hiệu của thuốc để giúp cho thông được kinh mạch đó, nó bị mất cái hiệu lực. Cho nên quý vị mà há uống thuốc rồi mà ăn đậu xanh, giá sống, rau muống thì nó giả ra thành nước lã, thành ra vừa tốn tiền không có hiệu quả gì. Cảm ơn Đông y sĩ Cảnh Thiên. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần chia sẻ của Đông y sĩ Cảnh Thiên về chứng đau dây thần kinh hông, mà Đông y sĩ Cảnh Thiên có khuyên rằng là nên tập thể dục, mà cụ thể ở đây là tập yoga. Và tuy nhiên thì vì thời lượng không có cho phép, và Đông y sĩ Cảnh Thiên không thể chỉ dẫn một cách
cụ thể được cái cách thức tập như thế nào và những phương thức toa thuốc cũng như cách kiêng ăn để giờ mà tránh cái căn bệnh này. Mà Hương nhận thấy là có một số trường hợp quý vị nói rằng ăn cà pháo hay là ăn nhiều loại cá ngừ hay cá phong đó thì càng căn bệnh tăng lên. Và chương trình y học cổ truyền đến đây phải tạm dừng. Hương xin kính chào quý vị và hẹn quý vị trong chương trình y học cổ truyền lần tới.